nay tại nhà anh cư là cái điểm thi của hội thi cua bếp 2013. Chúng tôi đang có mặt để làm được cua sa mi và những người bạn, các phóng viên đã tập trung đưa bài lên. Hôm nay thì bên vực phóng viên của câu lạc bộ chỉ có anh Huệ là ấy thôi, còn anh Thành và một số người thì đang bận công tác rồi nên không thể nào chụp được cho các hình ảnh này. Xin ghi lại cái hình ảnh. Đội này là đội gì? Đội này là rất là đơn giản một màn. Bên đây. À, hoa biển xanh. Rồi. Bên đây. Đội này đúng tên luôn của người trưởng nhóm luôn, hoa biển xanh luôn. Trời ơi, mình phải trưởng nhóm nha. Đây là hoa sim tím, đội của anh Phúc. Đang chuẩn bị những thao tác cuối cùng. Hai con đi đó. Giờ dê sắp tới rồi, tuyển thủ mọi người đã chuẩn bị 4 đội đã. Có những phần chuẩn bị cực kỳ cực kỳ. Không có hoa. Hoa này hoa là cây hoa nhà lấy cây nhà lấy vườn. Vâng, còn đây là đội sang ra với cái món chả giò Hồng Kông đặc biệt và món cái này là cổ hủ tôm thịt, hai cái món ăn điển hình không thể thiếu trong các cái buổi tiệc cao cấp. Và anh Quang trưởng đầu bếp đang điểm lại những cái sôi động đang lan tràn. Ông chưa tới giờ cũng được, xong rồi là cái gì chưa cứng? Cái gì chưa cứng? Đâu câu. Sao đâu đâu câu? Không có cứng sao đổ ra được? Không biết gì hết. Món chính rồi, món phụ rồi, tính sao đi em sao rồi trang trí hết chưa? Vâng, hiện tại là còn 10 phút nữa sẽ đến giờ chấm điểm. Là hiện tại các đội đang tập trung những cái giây phút cuối cùng cực kỳ cảm động và các món ăn đều coi như là cực kỳ có. Nếu mà là mì vàng á thì không thua mì quảng ở đường thị trấn. Chuẩn bị đồ để cho giám khảo nếm nào. Có đồ không nếm được. Có chưa? Rồi, đội này nhớ đi.
Vậy cái phần chuyên môn thì chúng ta khỏi lo, tại vì có đã có anh Nguyễn Hoàng Phát là rất là một ông thầy giáo nói lại vậy đi đã giảng dạy về nấu ăn, cho nên là các anh chị không cần phải lo cái vấn đề đó về chuyên môn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bàn đầu tiên. Thì bây giờ bắt đầu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái bàn đầu tiên có tên Hoa Xin Tiếp. Anh Xuân Phúc sẽ là trưởng ban của trưởng đội. Anh Phúc giới thiệu về món ăn của mình. Và món ăn của Hoa Xin Tiếp là gồm có gỏi hoa thiên lý cần nghiêu. Để cho ban đội trình bày. Xin chào tất cả mọi người, các anh em hướng dẫn cũng như ban biên tập và ban giám khảo đã tham dự cái ngày hội của hướng dẫn viên như hôm nay. Thì đây một cái dịp rất là ngẫu nhiên, không có chuẩn bị trước. Tuy nhiên qua sự liên lạc và chặt chẽ giữa các anh em hướng dẫn viên và đội tiếng Việt chúng ta, thì tôi cũng có một cái suy nghĩ rằng mình dù có xa quê hương đi đến nơi nào đi nữa, nhưng mà vẫn giữ cái truyền thống, cái cốt lõi của một cái xứ sở, một cái thức ăn, đặc biệt cái ăn của người quê mình, thì đó là cái điều rất quan trọng. Thì hôm nay đến với chương trình, chúng tôi xin giới thiệu là tôi có hôm nay có ba món thực đơn. Thì thứ nhất là món đầu tiên là cái món gỏi hoa thiên lý nghêu. Thì cái món này là thì có cái vị rất là chua ngọt, đặc biệt là nó cái món đây là món đầu tiên, món có đào bạc. Thì cái món này là khi mà mới bắt đầu thì chúng ta cảm giác như là nó kích thích cái vị, kích thích cái cảm giác ăn để mà tiếp tục cho những món sau. Thì sau đó tới cái món chính là món mì quảng. Thì tất cả anh em chúng ta đều biết là ở miền Trung thì có xứ Quảng Nam Đà Nẵng, hồi xưa là Quảng Nam Đà Nẵng, thì bây giờ là Quảng Nam và Đà Nẵng thì cũng chia làm hai, nhưng mà thật sự là một thôi. Thì cái món này là cái món người ta ăn ở mùa đông là gì? Tức là cái mùa là sau khi người ta thu hoạch đó, là khoảng tháng 10, thì trước khi mùa lụa người ta thu hoạch xong thì để người ta mừng cái mùa đó, nó cái mùa màng thu hoạch tốt rồi đó, thì người ta nấu mì này. Thứ nhất là người ta mừng, và thứ hai nữa là cái mì này là cái nguyên liệu chính, nó là cái bột gạo, mà cái bột gạo là nếu mà làm nó thì làm tại nhà, chứ không có nhà hay làm thì làm tự nhà và tự tráng tự xác mình ra làm. Thì đó là cái nguyên liệu chính. Và thì trong cái thực đơn á, trong cái nhân gọi là cái nhân hay là nước lèo là cái nước mà để người ta nấu rồi để mà ăn cái quả, nó thì người Trung gọi là nước lèo, đang nói chung nước lèo. Thì có ba loại, thì có ba loại chính, đó là cái gì, là tôm thịt là một, thứ hai nữa là gà, và thứ ba là lươn. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới tất cả mọi người là món gà, là mì quảng gà. Thì món gà này á, và sau đó là có đầy đủ các loại rau. Thì cái mì này đặc biệt là chúng ta nên là chỉ sử dụng dầu, đó là dầu phộng nguyên chất, chứ không được sử dụng như dầu bán siêu thị hay dầu các loại khác. Chỉ cái dầu phộng nguyên chất thì quý vị đã thấy là trong cái giữa bàn có chén dầu, cái dầu nó cũng rất là ngon. Thì cái dầu này lúc mà nấu á, thì phải trình bày cho là phải là thử trực tiếp trong cái chảo, sau đó ta đã đổ cái nguyên liệu mà gà và ướp sẵn ra vào, thì chúng ta cũng được cái thứ xào. Thì chúng ta có thể xào một thời gian lâu thì nó thấm, xong rồi đổ nước sôi. Tại vì là cái món này là phải là đổ nước sôi vào chứ không được nước lạnh, thì nước lạnh vô thì cái gà nó sẽ bị tanh, cho nên cái vị nó sẽ rất ngon đó. Thì trong đó là cái mì quảng ăn với rau đó, thì cái rau này việc là miền Trung là thường sử dụng là những cái rau sẵn có, ví dụ rau cải và cải con, hoặc là rau giá mà tự trồng. Và cái rau rau chuối, chuối cây và chuối hột mà người Trung gọi là chuối xứ. Thì cái rau chuối thì cây chuối non, người ta qua cái giai đoạn mà thủ công thì người ta sẽ chắc là phát mỏng thì làm như vậy bây giờ. Và cái bước chuối của chuối là bước là chuối xứ. Thì tất cả những loại rau miền Trung mà tôi đang đây là hầu hết là đã đầy đủ. Và cuối cùng là bánh tráng và đậu phụ. Thì đậu phụ miền Trung cũng sử dụng trong cái mì quảng rất là nhiều. Thì hôm nay cũng có miền mà cũng có đậu phụ ra. Và bánh tráng này thực sự là nếu mà để nguyên cái thì nó lớn quá, nó chiếm chỗ, cho nên chúng tôi sẽ cắt ra nhỏ thì được nhiều không đẹp, nhưng là có một ý nghĩa của cái món ăn dân gian miền Trung nhất mà tôi đem lại cho cả mọi người. Thì cuối cùng là cái món chè. Thì món chè này là nói chung là ngọt, thì ở miền Nam, ở Việt Nam ta thì chỗ nào cũng có. Thì sau cuối bữa ăn thì mời
quý vị thưởng thức món này. Thì tôi nghĩ rằng cũng không có lạ gì lắm, nhưng mà đặc biệt là món chín. Thì đó là những gì mà tôi xin lỗi anh, cái món này chè gọi là chè gì? Xin lỗi, đây là chè Thái. Chè Thái. Thì tự tay tự làm. Thì đó là cái phần của tôi ngày hôm nay. Xin kết thúc. Bây giờ thử hay là tiếp theo cái đội kế hoạch? Với cái lý do bạn nói rằng là bạn làm tất cả các món về miền Trung, đặc biệt là cái món chính đó là cái món mì Quảng. Thứ nhất thì mình thấy mì Quảng của miền Trung không sử dụng trứng cút. Với lý do làm sao mà bạn sử dụng trứng cút trong cái mì Quảng miền Trung? Và cái câu hỏi thứ hai rằng là đây là bạn nói là đậm chất miền Trung. Thế thì cái món chè của bạn hôm nay không đậm chất miền Trung thế nào? Đấy là hai cái câu hỏi mà có là bạn có thể lý giải trả lời cho bạn giám khảo. Trong mì Quảng miền Trung mình không bao giờ thấy trứng cút. Thật sự là mì Quảng miền Trung họ nếu mình nói món ăn truyền thống ở nhân gian thì không trứng cút, đó là chính xác. Nhưng mà vấn đề là ở đây là tôi muốn là thì nấu cho người Việt Nam. Nói Việt Nam thì đương nhiên là người Việt Nam hay gì cũng thì cái miếng cút, trứng cút nó bỏ vô mì Quảng thì các bạn không đi đâu. Nhưng mà để cho đẹp thành cái tô của mình. Tại vì chúng ta đây đa số là Việt Nam, đa số là hầu như là 90% là Việt Nam. Mà Việt Nam chúng ta hay chuẩn bị cút. Dạ, có được cú đông đôi không? Nếu mà cú đông đôi em nói là làm cho cái vị, cho cái tô mì nó đẹp hơn. Thì có nhiều cút đậu thì nó vẫn không đi đâu. Ok. Không có cút, vẫn tốt thôi. Kết hợp cái món chính là miền Trung, nhưng mà kết hợp Nam Trung để cho anh em nó đầy đủ là đi xem bản thân và phát huy cái kinh doanh của các bà bán chuối. Các bạn nói là gọi là để hòa hợp hương vị giữa ba miền Bắc Trung Nam cho nó phù hợp hơn. Khi mà mình bán một cái sản phẩm đậm chất địa phương ở của một tỉnh thành nào đấy mà mình phục vụ cho đại đa số công chúng của Bắc Trung Nam. Và câu hỏi thứ hai xin mời bạn trả lời luôn là lý do làm sao mà bạn lại sẽ sử dụng món chè Thái Lan, món chè Thái. Và thật ra thì món chè Thái này đối với người miền Trung người ta không biết ăn, người miền Bắc không biết ăn chè Thái. Xin dám khẳng định là trong 10 người thì hết 9 người là không biết ăn chè Thái Lan. Miền Trung và miền Bắc chỉ có người một ít đại bộ phận đa số người miền Nam chỉ biết ăn chè Thái, và chỉ có những bạn trẻ thôi cỡ tụi anh em mình xin khẳng định không biết ăn chè Thái. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn mọi người là chúng ta thưởng thức những món chè Thái mới một thời gian còn sống cũ. Tôi nhà tôi thì ở khu Tân Bình. Tân Bình là khu người Quảng. Tuy nhiên cái nơi mà tôi chọn người Quảng là cái nơi mà tôi thường thường ở đi là xuồng nào cũng nóng. Cho nên cái nơi mà mình chỉ hỏi anh trả lời dứt điểm là anh lấy người Quảng này ở khu Tân Bình không? Tân Bình đúng không? Ok, Tân Bình. Ok. Và cái bánh tráng này. Và cái bánh tráng này cũng mua được. Rồi, ok. Bây giờ tôi rất là thuyết phục anh khắc phục lại từ đầu. Nhưng mà về sau này tôi không kể các cái gì con điểm sao, tôi vẫn là người miền Trung. Và trong cái vấn đề ở đây khi mà anh nói là một người quê hương, tôi cũng là người miền Trung đi vô thành phố này thì mà các bạn ai cũng hỏi tôi là gì, tôi là người miền Trung. Nhưng mà đặc điểm khi mà anh sử dụng bánh mì, nếu mà anh có sử dụng kết hợp những cái tinh hoa khác ở đây mà đây đó không phải là mang bản sắc của người Việt Nam nữa, đây là chè Thái mà xuất phát từ Thái Lan. Thì mà trong một cái cuộc thi mà du bếp của người Việt Nam của mình thì cái sai lầm lớn nhất của anh là anh đã bị rớt lại cái này. Nhưng mà tất cả anh đã được rất nhiều điểm về thuyết trình là anh cũng hướng về quê hương cũng những món ăn dân tộc. Và cái món mì Quảng ở trong đây thì đây là món mì Quảng chính tông. Tôi cũng biết rằng là anh không sử dụng tôm thì rất theo ứng khẩu tôi, thì đa số các món mì Quảng thì có tiết tấu ở tôm, nhưng mà tôi nghĩ là ăn tôm không có hợp trong cái món mì Quảng. Trứng cút thì chấp nhận được, ok. Còn riêng anh giải thích cho tôi cái món bông thiên lý với nghêu nó xuất phát từ đâu và do đâu anh nói? Hôm trước thì
ban tổ chức có liên lạc thì tôi có nhà, tôi có nhờ cô Nguyệt, cảnh sát công việc thì mình làm chung tuy là hai người phối hợp cùng làm thì có nghĩa là nếu công việc này cô là như là sau đó thì công việc này là nói là hôm nay để cho em nhớ việc nếu mọi người lại có món gỏi kho thiên lý nhiều thì tôi nói tôi đồng ý liền tại vì thứ nhất là một mình tôi chuẩn bị thì nó không anh tôi đó tôi đang hỏi là chị là cái tác giả tác nhân này thì chị cho em nguyên liệu của nó làm như thế nào cách quy trình chế biến như thế nào cách chế biến của mình rồi xuất phát từ đâu thì có món này em bắt đầu đến đây em nghĩ đây là một cuộc thi anh chỉ làm nước vui thôi nên là em nghĩ thường thường em cũng có nghe nói là mấy anh làm món đó nhưng mà em muốn tạo cái hương lạ hương vị lạ tới trong cái bữa ăn thôi cho nên em cái món này em cảm thấy nó hơi lạ cái món này là do mình sáng tạo đúng không dạ. Cho anh hỏi thành phần nghêu cách quy trình chế biến của em như thế nào em nói ngắn gọn dạ nghêu thì thường thường đó là em nghĩ là mọi người nghĩ giống như hồi nãy em có nghe đóng hấp với anh nói là chỉ là nghêu hấp lên thôi nhưng mà em hấp cái khác là lúc đầu em sẽ cho tí xíu dầu sau đó để xả lên để em khử được cái mùi của nghêu và tạo ra hương vị thơm của xả nữa xong rồi em để tủ lạnh để giữ được cái ngọt thì là thiên lý á thì em trụ sơ qua xong rồi em để vô cái tô nước có đá đặc để nó giữ độ xanh vừa còn để trộn nổi là em phải dùng gia vị trộn nổi là gia vị của em là giấm nước mắm dầu hương với lại đường giấm nước mắm dầu ăn với lại đường bây giờ anh chỉ thêm mệt tỏi tỏi ok thì trong cái hương vị này em đã được một cái nét cái món gỏi này là do em sáng tạo và anh thấy tính sáng tạo này nó cũng là đặc biệt cái lần đầu tiên anh mới thấy luôn sao nhưng mà là có điều là anh cũng công nhận em khen em là em lấy cái được cái cọng hành tím em không thường á người ta hay sử dụng găm hành tím này để phi lên mà thường phi á thì như vậy nó ăn thân nó thật sự nó không tốt sức khỏe đâu nếu hành tím thì làm gì là ok còn em sử dụng trong món gỏi này anh nghĩ sao mà em chỉ tư vấn cho khuyên cho em thôi cho mọi người thôi thì không nên dùng giấm tại vì giấm là thường là giấm công nghiệp chanh xài ăn rất ngon rất là tốt không nên dùng giấm giấm là giống công nghiệp và rất là đó là một cái phụ gia thực phẩm là không tốt cho sức khỏe rồi đến cái phần thứ hai trong cái món này anh nghĩ em làm vậy được nhưng mà anh chỉ khuyên anh khẳng định em làm đó sẽ là hơi bị ngọt anh khuyên là em rút lực lượng đường bớt anh chưa ăn nhưng mà dám chắc cái điều đó và cái thứ ba ở đây là em sử dụng cái nước chấm mà là nước chấm nào anh không biết nước chấm này nước chấm tỏi đó đúng không nhưng mà ở đây cái vị em làm đậm đà đi cũng tỏi chấm chấm tỏi chấm cũng được đúng rồi còn mình đối chấp lại anh tại sao anh đã quyết định từ đầu anh nói với tôi là anh muốn là một người quê hương miền Trung anh đưa những món miền Trung ra nhưng mà bây giờ trong ba món thi lại chỉ có món chấm thì có món miền quê bản là món đại diện cho miền Trung rồi đó là món chính mà món chính đại ban tổ chức cũng kêu là chỉ là món chính thôi trình bày thì quá đẹp rồi quá đẹp quá tốt thế này nếu các bạn có những cái ly thật xinh các bạn để cái này vào và để đây một ba ly thì tuyệt vời nhất để cho các bạn để cho tôi thì tính ở đâu rồi em bé gì đâu rồi em cho nó khác chơi nào rồi trừ điểm thẩm mỹ lại không phải ai nếu như bạn đánh nha, anh quên nha, bữa sau anh đã cuộc thi á, là như cái phần này canh á, thì anh cho ra một cái chén nhỏ thôi, anh có cái bát kia và cái nước dưỡng nước xanh á, cứ lại bằng một vài lát này chứ không cần mình để nhiều như vậy là nó xấu đi cái phần trang trí của mình là mình không lấy cái phần trang trí bữa sau ví dụ những cái cuộc thi tới là chú ý mình phải chú ý tông của nó là cái người bạn để thiện xanh đó là người bạn của mình chứ anh đưa không có ta ba bốn người đến rồi.
ban giám khảo đếm đi. Đũa với lại chén rồi. Thử ban giám khảo kìa. Thử xử lý ban giám khảo. Ban giám khảo nếu tôi không có quyền cho ý kiến lúc này. Không không được khen chê. Con hỏi mới công bố sao? Con hỏi công bố sao? Mình hơi lầm là mình tưởng là bạn là thi nhân cái gì mà. Tại vì được rồi, ok ngon. Ok không. Đây là khoan, xin ban giám khảo một hồi hãy công bố. Bây giờ chị nếm thôi. Không công bố, không khen chê gì cả. Rồi, chị mời vào đây. Chị Mỹ Hoàng sẽ trình bày về những món ăn tham gia cái hội thi hôm nay. Trước khi mình trình bày những cái món ăn của mình á, thì rút kinh nghiệm của đội bên kia thì cho em phát biểu chút xíu. Tại vì những chị em phụ nữ mà đi làm cái nghề hướng dẫn viên á, đa số á, là ít có thời gian để mà chuẩn bị bữa cho gia đình. Cho nên là nhiều khi á, đi chơi đâu đó, bắt gặp món ăn nào ngon đó thì hôm nay có mình nấu thôi. Chứ nếu như cái anh mà sấy sâu về chuyên môn mà chạy ẩm thực của em bó tay. Rồi thực ra không cần phải kèm nước chấm nữa. Rồi tiếp theo là cái món món chè.
chè này là chè tàu hũ kia bạch quả, thì nói chung á nấu á nếu mà biết cách nấu thì cũng không mất nhiều thời gian. Tại vì bạch quả với lại bo bo đó thì em sẽ rửa sạch bo sạch rồi em để lên cái nồi em nấu cho nó sôi lên rồi em đẩy nắp lại em tắt lửa. Em để một hồi đó khoảng chừng một tiếng sau nó sẽ mềm ra thôi, mà đi đâu đó để một tiếng sau nó sẽ mềm ra thôi. Rồi sau đó thì em cho đường phèn với lại tàu hũ kia mềm vô thì nó sẽ ra một món chè rất là bổ dưỡng, tại vì trong cái hạt bạch quả nó có tính mát và em nó rất là mát, thì mùa hè thì rất là mát, còn sữa đậu hành và tàu hũ kia thì nó có nhiều chất đạm và vitamin nữa thì nó cũng bổ dưỡng cho cả gia đình. Nói chung là nếu như mà chị em phụ nữ mà có một ngày rảnh thì sẽ có thể làm được những món ăn này rất là đơn giản, ngon cho bố, thanh đạm cho mẹ và khỏe cho con. Và đạm rất là nhiều năng lượng. Nếu như mà bố mà cuối tuần bố muốn nhậu thì sẽ có một món ăn rất là nhanh lẹ để dành cho bố nhậu luôn. Cả nhà chúng ta cùng ăn. Rồi, của bài của tụi em đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn ban giám khảo và cổ động viên. Xin mời đại diện ban giám khảo. Tôi đó là tôi là ăn cua rất nhiều. Mà cua thì tôi thường mà đa số người Việt Nam mà ăn cua đó thì là hoặc là cua rang muối hay là cua hấp. À đây là lần đầu tiên tôi thấy cái món cua này, cua cà ri này thì nó có vẻ là không biết là của Malai hay là của Thái Lan. Em cũng có đã xem qua một bây số giờ á, khoan, tức là cái vị á thì tôi chưa nếm rồi không dám nói. Nhưng mà cái người mà ăn cua mà ngại nhất là phải cắt, phải đập. Thì ở đây thì tại sao không có đập sẵn là không phải là tại cái thứ nhất á là để cho trình bày nó đẹp. Tại đây là cuộc thi, nếu mà ở nhà em làm là em đập ra hết. Nhưng mà ở đây để trình bày cho nó đẹp. Cái thứ hai nữa, nếu như mà mình đập ra thì cái chất liệu ở trong cái cua, những cái dinh dưỡng trong cua nó hòa vô cái trong cái nước. Cho nên là cố ý là hôm nay là em còn cái món mà món gỏi này thì theo tôi là không biết là vị là các bạn có chủ quan lắm hay không, là vị vừa rồi thì bởi vì có người thích ăn mặn, có người thích ăn nhạt, trong ban giám khảo ở đây cũng vậy, đúng không anh? Thế nhưng mà theo tôi mà trình bày thêm một cái chén nước mắm mà nhỏ nhỏ mà có ở đây thì có vẻ là nó bắt mắt hơn. Thì cái đó là cái cách trình bày thôi, còn thí dụ như theo gì em thường hay đi ăn cái này món bây giờ nhờ đó, mời anh thì em thấy đa số nói chung là dĩ nhiên mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau, nhưng mà đa số là trong cái món gỏi ai cũng có hòa nhiều gia vị ở trong đó. Đa số mình ăn cũng có thể là mình khỏi cần chấm nước chấm cũng được, mà chấm nước chấm thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Chính vì vậy mà để tiết kiệm thời gian thì mình cũng có thể là không dùng nước chấm. Với bình thường không có nói bình thường nha, thứ ba đây thiếu nước chấm là tôi có nước chấm này mình chạy xuống lại, nhưng mà cuộc thi trong cái trình bày cái này nguyên tắc của nó phải có nước chấm đó, yêu cái đó là phải em bỏ qua nguyên tắc không được đó, dù ai ăn mặn ăn nhạt cái gì không nói em phải có mặt này đó đúng. Thứ hai là vấn đề ở đây anh là một ban giám khảo có tư cách tham dự tất cả, nhưng mà về cách trình bày của em biểu diễn lên cho cái món ăn của em là nếu mà em lấy ra cua em cắt ra này thì để nó lọt vào nước thì cái cua nó không được ngon. Nếu mà nói như vậy thì anh sẽ dùng món cua hấp hoặc cua luộc hoặc cua thôi, chứ anh dùng kia nước món cua này rõ ra món cà ri. Buộc trong cái món cà ri này em phải cắt ra là cắt đôi này ra, cắt là giữa đôi này ra. Còn em thấy cái càng em phải đập. Mà anh thấy là một cái vấn đề anh chỉ nhìn vô con mắt mọi người có thấy để ý cho trong cái gì cua bài trí thôi rất là đẹp, nhưng mà lại mắc tính vệ sinh. Đây nhìn thấy không? Cái này em phải mua cái trà nhớ trà, nhưng mà em thấy không? Em nhìn sao nếu mà trà anh trà sạch hết cho em con không có thể là có em trà của nó có trà bên dưới nữa mà kỹ không em. Cái con cua rất là khó, ví dụ như nhà hàng của anh là hiện giờ anh đã đưa vô cái món thực đơn cua này mà anh rất lạ, thì khi khách vô như vậy thì mới làm sống nó, và cái công đoạn làm sạch của nó rất là kỳ công nên là lâu mà khách chờ đợi mỏi mòn và mất cái nhân công của mình mà tính giá cao.
thì người ta lại không chịu được cái tiền phù lao đó, nên cuối cùng quyết định nhà hàng anh cũng không có sử dụng cái món cua cua này. Đó đó là một cái vấn đề mà rất là nan giải đó, em nhìn kỹ đi. Đó bây giờ em, anh nói là em chịu khó em kỳ em trà cái đó là nó ra, nên nó vẫn bám vô này, em nhìn thấy rõ ra, nhìn vô là đó. Còn cách trình bày á là mình trình bày như vậy là ok, nếu không không cần mà em phải để như con cua này, anh vẫn trình bày cho em rất là đẹp, không có cần phải kỹ xảo luôn này. Bây giờ tất cả mọi người dùng kỹ xảo nhiều quá, công nghệ nhiều quá, mình phải đi về thiên nhiên một tí. Em đã cắt rồi, cái này là không cái... biết rồi, mình ấp trình bày lên cho đẹp rồi biết rồi, nhưng mà vậy đẹp. Còn cái tính mà độc đáo là về em trình bày chè thì anh không chưa thấy ăn, nhưng mà nghe em nói anh rất thích phục, rất là ngon. Ok, còn cái món là cái gỏi mà sử dụng, nếu anh nghĩ là em cũng đã biết là sử dụng cái món gỏi trong đây rất khó, ăn giờ thì anh mới trong điểm được, chứ còn giờ anh chưa nói được. Nhưng mà thường nên á sử dụng gỏi mà mình gỏi mà nên không là gỏi ăn nhà hàng ăn không được, gỏi thật là đó là anh ấy đánh giá cho ok. Cái này trình bày ok, cái này trình bày cũng được tốt, nhưng mà chắc có hy vọng là em sẽ thắng cuộc nhất trong này. Rồi, mời bên Minh Thảo ném cái này để trước khi chúng ta tiếp tục qua cái bên đội ném rồi, nhưng mà sao cô đại chấm bánh mì, chấm bánh mì cũng thảo rồi. Tiếp theo đi chị Phượng, tiếp theo. Rồi, tiếp theo là đây là đội Sakura. Đội Sakura xin mời anh Minh Quang thuyết minh về món ăn của đội mình. Xin chào các anh chị có mặt buổi hôm nay. Thì thực ra thì cái đội của mình là cái 3-4 người, mà cuối cùng là ai cũng mắc công chuyện nên là có chỉ có mình đọc diễn, nên là cái người design là cuối cùng là không có mặt ở đây, thì mình mới nhờ là cái Châu nè giúp một tay, nên là cái phần đẹp thì nó không thể đẹp bằng các đội khác được, nên là mong rằng cái vị nó sẽ kéo lại phần nào. Thì cái món đầu tiên là cái củ dừa. Thì từ trước đây á thì mình không bao giờ nghĩ rằng trong cái cây dừa nó cứng như vậy mà có cái phần mà có thể ăn được. Thì cách đây vài năm thì mình ăn thì thấy là rất là ấn tượng, là nó ngon hơn cái loại khác, mà nó mềm mà nó ngọt hơn. Thì khi mà cái buổi thi hôm nay thì mình nghĩ là cô sẽ làm món này cho nó ngọt, có vị ngọt thì có thể là sẽ mang lại cái may mắn cho mình. Thứ hai nữa là cái món chả giò Hồng Kông này. Chả giò này thì ăn ở cái nhà hàng hải sản ở Di Bu á. Thì lúc trước mình ăn thì lần đầu tiên cái cảm giác ăn thấy rất là ngon, bởi vì cái thành phần chính của nó là hải sản gồm có mực, ngà tôm với lại sò điện trộn chung với lại sốt mayonnaise. Và bọc cái bột xù chiên lên. Thì mình nghĩ rằng cũng là cái món nó cũng ăn không đến nỗi nào. Và cuối cùng là cái món bánh lăng là bởi vì mình cũng không có thời gian để chuẩn bị nhiều. Xong chưa? Trình bày xong chưa? Xong rồi. Xin mời ban giám khảo cho ý kiến. Anh Quang. Về cái tàu hũ độc củ dừa, dừa là cái phần dưới của cây dừa, cái cục đọt đó, tôi quên cái phần đọt, xin lỗi đọc đó, cái đọt dừa này thì bạn Quang khi mà mình mua về thì mình cái chế biến mình làm như thế nào? Cái đọt có thì mình phải lấy cái đọt cao nhất ở
cao thì nó càng nhỏ dần, mình lấy phần trên. Phần trên thì nó rất là mềm và nó cũng có cái màu hồng hồng nữa. Rồi mình cắt rồi mình ngâm cái nước chanh liền để cho nó giữ cái màu trắng hoài. Rồi đến khi mà mình bắt đầu mình trộn gỏi lần đầu đó thì mình lau khô đi, để cho vỡ ráo cho lau khô đi, rồi bắt đầu mới trộn với những thứ khác. Rồi sau đó rồi nửa tiếng sau bắt đầu mình mới cho qua cái rổ để cho nước nó bớt đi, và cuối cùng mình cho thêm một ít nước mắm nữa để cho thành cái món gỏi. Hôm nay mình thấy là cách trình bày cũng đẹp, ok. Còn cái bánh lăng thì nói chung là những cái món anh là hầu như từ từng đi đám cưới lúc nào nhìn là người Việt Nam của mình đi nhìn vô là ai cũng ngán. Còn cái chuyện mà ăn ngon hay không nữa thì bây giờ ban giám khảo chấm. Nói chung là món của anh nó có mặt đầy đủ quá trên thị trường, đó là món tính chất thương mại đó. Ok, bây giờ mình ăn thử thôi. Chế cho con cái này nướng. Đâu có cái gì nướng đâu. Cái này chấm với cái gì? Mayonnaise. Quất một cục đó là ngon luôn. Ban giám khảo đang thưởng thức và đưa ra những cái đánh giá chính xác đối với các cái bài thi của thí sinh. Cái này thì cũng ban giám khảo cũng phải du di, tức là cái này nó qua một thời gian rồi nó sẽ chiên nóng giòn rồi đưa lên. Sao mình biết rồi, ban giám khảo biết rồi. Xin mời chị Thu Hương trình bày về món. Dạ. Chị mặc đẹp quá rồi đó. Dạ, chị luôn. Xin mời Phong Nhã, Phong Nhã sẽ trình bày về cái món ăn của mình. Dạ, kính thưa các cô chú, các anh chị và các bạn, em chỉ biết làm chứ chả biết nói. Nhưng mà thế mà bảo em nói thì em nói, nhưng mà em nói có được hay không? Mà các cô chú, các anh chị, các bạn bỏ quá cho em. Hỏi nhiều quá em đuối, em chả trả lời được đâu. Không bao chữ được thế. Đánh anh rút gọn là tinh thần của bác Giác quyết định thế. Đầu tiên em xin giới thiệu món đầu tiên của em là nơi tình yêu bắt đầu, một cái tên rất lãng mạn gắn liền với quan đi Tuấn Anh. Đây là trái trứng Âu Cơ. Ngày xưa mẹ Âu Cơ sinh ra 100 trứng, 50 lên rừng, 50 xuống biển, 50 lên rừng không? Tượng trưng thôi à? Vâng, tượng trưng thôi, bác đếm thì một cách thôi quá. Đấy là 50% ấy là lên rừng ấy là có lăn bột, 50 xuống biển lặn xuống nước, ướt hết, không có bún. Đây là nòi giống tiên lòng cháu tiên, nhắc chúng ta lại như một nhà, chớ có chém giết nhau nhiều quá. Đấy, đấy tinh thần tuyệt vời. Bài phát biểu của chị của Kinotoko làm cho bác khán giả ban giám khảo gãy đầu nha. Rồi. Tiếp theo là quý vị thấy ở đây là lẩu nấm. Thì từ trước đến giờ quý vị cũng biết là nấm là một trong những cái thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng tự nhiên, không chỉ là bồi bổ cho cơ thể
tăng sức đề kháng, mà nó còn là làm cho các chị em phụ nữ kéo dài tuổi thanh xuân, vẻ đẹp và sự cường tráng nữa. Thì nóng thì là đối với người nhỏ là khó khăn rất là thường dùng cái mình của họ. Và đối với là ổ nóng qua sân bay khác với những ổ nóng chỗ khác, ở chỗ nào, ở chỗ đó là chúng tôi từng làm. Và chỗ thứ hai là chúng tôi dùng xương ống heo, xương bò, gà. À, cho nên là những cái vị nước này hoàn toàn là không có nêm và no bột ngọt hay là nước mắm, nước muối gì đó, mà là những cái vị của tự nhiên. Và một số và một số cái cách bài của thuốc bắc để tăng sức đề kháng. Cho nên là cái món lẩu nóng này thì không chỉ là vệ sinh đẹp bổ dưỡng và rất là tiếp theo là món dưỡng thịt, có làm thanh nhiệt cho cơ thể hoàn toàn. Khi mà đến với lại bàn ăn của chúng tôi, quý vị sẽ có một cái tinh thần nhẹ nhàng như được trên không khí, vì không có những cái nặng nề của thịt cá trứng sữa. Được rồi. Sau cách trình bày trang trí em đi dùng khổ lắm anh ơi, em con gái Bắc mà giống miền Nam cho nên em rất là thật thà. Em nói luôn rồi trắng bớ luôn cho bác là không có thời gian để đổ dòng câu. Thế là lúc mà em đổ ra nó vỡ bớ, nó xử rồi thế này. Không, không vỡ, anh nói cách bài trí em sử dụng cái tiết tấu này. Dao son nhỏ này. Thì đây là em ơi, chỉ có lấy thân mình lắp lỗ cho Mai thôi. Vì cái chỗ đấy là chỗ vỡ, anh hiểu chưa? Quyết định chưa? Không có, em chỉ cần để yên như vậy luôn, khỏi cần cái này để con bé này nó cũng tạo ấn tượng, cũng tạo rất đẹp. Nhưng mà em bỏ bỏ cái này vô để mất điểm. Dạ, dù có mất điểm hay không, nhưng mà đây là tinh thần đồng đội của chúng em. Đồng đội em làm. Nhưng mà là bữa sau em dùng nó chỉ cần như vậy. Không, lần sau em làm em sẽ làm cứng hơn. Nấu cái đấy xuất phát là từ mẹ em, mẹ là tất cả, mẹ cho đi không lấy lại bao giờ mẹ em. Nhưng mà có một điều anh thắc mắc hồi nãy khi phần thuyết trình của em là nói là anh rất là mừng vì em đã cái dùng không, đã biết nói là không dùng hạt cờ no, không dùng hạt bột ngọt, ngọt thì là không có đúng. À, mà em không dùng một muối hay này nọ nữa thì cũng đúng, nó nhạt nhẽo hết sao mà. Dạ. Ở đây thì nó có một cái bài vị thuốc đông y cổ truyền được lưu truyền từ đời Lưu Bị tới đời này. Cho nên là cái bài thuốc này em không có chỉ cho anh được. Thế nhưng mà trong cái bài thuốc đấy nó có tất cả các vị hàn, nhiệt, ngọt, thanh, lợ, tất cả các thứ trong cái bài thuốc đấy. Và món ăn của em quyết định giết các nhà hàng khác là vì cái bài thuốc đấy. Em khẳng định đấy luôn. Bác đi đâu? Thuốc này chị bệnh gì thế bác? Cái xin lỗi cái thành phần chính nó là cái gì? Đây là nơi tình yêu bắt đầu, thành phần chính là nơi tình yêu bắt đầu từ nước biển. Mọi người đều là bảo là nguồn gốc con người từ khỉ, nhưng đối với em là khỉ thì không phải. Vì trong nước muối, nước mắt của chúng ta đều là rất là mặn mà. Cho nên là em nghĩ rằng là cái thuyết mà thành phần con người của chúng ta cấu tạo từ dưới nước đi lên thì hợp lý hơn. Đấy là em dùng tôm. Tôm là một người bạn thân thiện nhất của em. Không có độc tố, không lây tính hàn, có thể nuôi sống thật cơ thể trong bài này. Thế là em dùng tôm xay, chỉ là tôm xay không, không bột, không bán, không gì cả. Chỉ có một áo mới có thể dùng đi, cái điều của em lắm đó. Năm mươi lên rừng, 50 xuống biển, 50 lên rừng thì có bột, 50 xuống biển thì lặn rồi không có bột. Nhưng mà cái này là chấm với cái này à? Dạ không, chấm với ba đây mayonnaise. Mayonnaise. Đặc biệt là những bác quân nhỏ đấy thì
tôm hả? Tôm 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 Anh đi lắm đi. Bây giờ anh đứng là